Hello, em xin chào các anh chị và cô chú bác. Ngày hôm nay là ngày chủ nhật, thì em ở nhà, thì em nấu một nồi bánh canh. Này là bánh canh đặc biệt ngay các anh chị và cô chú bác. Để em mở đèn cho các anh chị và cô chú bác thấy. Bánh canh này, bánh canh đặc biệt gồm có là mục này, là giò sống đó các anh chị và cô chú bác. Cái này là chả cua nghe, chả cua, thịt heo. Ôi giấc và tôm. Nồi bánh canh nó đang còn nóng. Thịt heo ba chị này là thịt heo mình mua vừa có thịt và có xương, thì mình tiện lợi thì thịt mình ăn, xương thì mình hầm. Cái nồi canh này trong lúc ăn bánh canh của người Huế thì không thể thiếu là coi như là hành ngò và rau răm. Đây là cái rổ bánh canh em luộc này. Đó. Lần đầu tiên em làm bánh canh khô này nghe các anh chị và cô chú bác. Lần đầu đầu tiên cái hiệu của nó thì bánh canh khô sợi đó. Mình bắt một nồi nước thiệt sôi, mình để cho nước thiệt sôi xong rồi mình luộc, trừ khi nào mà cái bánh canh á, mình thấy cái cần bánh canh nó mềm như vậy này, mình ăn thử là bánh canh nó vừa dai vừa nói chứ cơm mềm mềm là ok rồi, rất là ngon. Còn cái nồi nước lèo này á là em hầm á là 2 tiếng đồng hồ thì nó ra cái nồi 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 nước lèo, nó rất là ngon. Trong nồi nước lèo này á, thì gồm có là coi như là 2 muỗng spoon muối nghe các anh chị và cô chú bác, và 2 muỗng spoon chicken powder, 2 muỗng spoon bột tỏi. Bột đây là bột tỏi này là nó đề là garlic powder. Các anh chị và cô chú bác mua ở đâu cũng được hết. Mua Costco cũng được, Sam cũng được, Walmart cũng được, tùy theo cái loại mình thích. Rồi bây giờ là trong quá trình em đã xong cái nồi bánh canh rồi, thì bây giờ mời các anh chị và cô chú bác thưởng thức cái bánh canh khô của người Huế nó như thế nào. Tại vì lần đầu tiên em nấu cho nên em cũng không có biết ngon hay là dở, nhưng mà các anh chị và cô chú bác nào thích thì mua nấu cái bánh canh này nghe, mua thử nghe, tại vì em không biết kết quả nó như thế nào, nhưng mà em hy vọng là cái nồi bánh canh nó rất là ngon. Đa 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 Đây là bánh canh em đã hoàn tất xong rồi này. Đó. Đây là một tô bánh canh em đã hoàn tất xong rồi. Bây giờ mời các anh chị và cô chú bác qua bàn.
ngồi ăn bánh canh của người Huế với em nha. Nước mắm ớt này các anh chị và cô chú bác. Bây giờ xin mời các anh chị và cô chú bác cùng ăn với em để mà thưởng cái tô bánh canh này nó như thế nào nha.